Sư có thể giải thích cho con thế nào là chấp pháp không? Con hay nghe mấy Phật tử Bắc Tông nói, mấy người tu theo Phật giáo, giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy là chấp pháp bảo thủ, thi phương tiện độ mình độ người, đứng trên góc độ khách quan, sư có thể giải thích giúp con được không? Trong kinh ví dụ cái bè, thì Đức Thế Tôn có nói như thế này, giống như một người đã lên bờ rồi đó, thì người đó không thể nào tiếp tục mang vác cái bè được mà phải bỏ lại cái bè để đi lên bờ. Cũng vậy đó, chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Tức là khi mà một vị đã chứng đắc quả thánh rồi đó, thì ngay cả chánh pháp vị đó cũng bỏ luôn, thì nói chi đến phi pháp. Một cái sự định nghĩa nữa của một vị A-la-hán đó là vị đó hoàn toàn không còn ô nhiễm thì mới gọi là một vị A-la-hán. Cho nên á, có cái ý kiến cho rằng các vị A-la-hán là còn một chút xíu những cái lậu hoặc, dù là vi tế, thì xin thưa những người nói như vậy là họ đang phỉ báng các bậc A-la-hán. Bởi vì trong kinh định nghĩa rất rõ, một vị A-la-hán vì đó không còn bất kỳ phiền não nào dù nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa. Còn cái chuyện mà chấp pháp và nguyên thủy bảo thủ thì xin thưa như thế này, trong kinh rõ ràng nói đó là lên bờ rồi phải bỏ bè, thì cái chuyện mà mình ôm cái bè đó để mình đi tiếp đó gọi là chấp pháp. Và vấn đề là Phật giáo nguyên thủy có chấp pháp hay không, thì lấy ví dụ cái bè đi, Phật giáo nguyên thủy chỉ ra một vấn đề như thế này: khi tôi đồng ý là khi anh lên bờ rồi thì anh bỏ bè, nhưng khi anh chưa đến bờ thì tuyệt nhiên không được bỏ bè. Đó là vấn đề mà Phật giáo nguyên thủy nghiêm túc, cho nên á, cấm bỏ bè khi anh chưa lên bờ. Nhưng mà có rất nhiều người bờ thì chưa lên tới, nhưng mà chắc uống nhầm thuốc hoặc ăn nhầm cái đồ có cái ảo giác hay như thế nào đó mà chưa lên tới bờ đã vội bỏ bè nhảy, và thay vì nhảy lên được lên bờ thì họ nhảy ùm xuống sông, và từ đó rất nhiều người chết vì cái chuyện chưa lên bờ đã bỏ bè do ảo tưởng là mình đã tới nơi rồi. Chính bởi vì như vậy, đây là sự khác biệt căn bản. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, đồng ý lên bờ rồi là anh sẽ bỏ bè, nhưng anh chưa lên bờ, anh bám cái bè giùm tôi cho chắc. Anh nhảy xuống anh chết đáng chịu. Đấy. Và còn một câu nữa rất quan trọng trong bài kinh này, đó là chánh pháp còn bỏ, huống là phi pháp. Cái vấn đề là rất nhiều người phi pháp họ chưa chịu bỏ, họ đã bỏ chánh pháp. Tức là gì? Trong tâm vẫn còn tham một đống, sân một đống, si một đống. Họ chưa chịu bỏ, họ đã là bỏ chánh pháp rồi. Trong khi đó trong kinh ấy, là anh phải bỏ phi pháp trước, rồi sau đó nhờ vào đó anh chứng thánh, đến lúc đó anh bỏ luôn cả chánh pháp. Còn nhiều người họ bị ảo tưởng sức mạnh ấy. Phi pháp vẫn còn một đống nha, họ lo họ bỏ chánh pháp rồi. Cho nên là rốt cuộc Phật giáo Nguyên Thủy có bảo thủ hay không, hay là cái nhìn của bên nào là chính xác hơn, thì tùy vào quý vị quyết định.